đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện những hình ảnh cho thấy Ngô Thư Hân và Trương Chiết Hạng từng hẹn hò, dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng cư dân mạng. Ngô Thư Hân chính thức bước chân vào giới diễn xuất từ năm 2015 với nhiều tác phẩm phim ảnh, nhưng tên tuổi của cô thật sự trở nên nổi bật khi debut trong nhóm nhạc The Night trong show Thanh Xuân Có Bạn Hai. Kể từ đó, dự án đến tay nữ thần tượng nhiều vô số kể và hiện tại, cô đang là một trong những cái tên hot trong làng giải trí Hoa ngữ. Nổi tiếng đồng nghĩa với thị phi, đời tư cũng bị chú ý nhiều hơn. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền những hình ảnh cho thấy Ngô Thư Hân và Trương Chiết Hạng từng hẹn hò, dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng cư dân mạng. Vào thời điểm đó, Trương Chiết Hạng trở về trường cũ có đi cùng với một cô gái. Mọi người, đàn em khóa dưới, đều ngầm thừa nhận anh dẫn theo bạn gái về trường, nhưng không ai nhận ra đó là Ngô Thư Hân. Việc này làm dấy lên tin đồn phải chăng Trương Chiết Hạng và Ngô Thư Hân đã từng hẹn hò lúc chưa nổi tiếng. Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang đợi lời xác nhận của các nhân vật chính. Trương Chiết Hạng sinh năm 1991, nam diễn viên từng tham gia khá nhiều bộ phim và nổi bật nhất là vai Tần Vương trong Vân Tịch Truyện, đóng cùng Cúc Tịnh Y. Sau đó, cả hai còn hợp tác trong Như Ý Phương Phi. Ngoài nghi vấn từng hẹn hò với Cúc Tịnh Y qua những bộ phim đã hợp tác thì Trương Chiết Hạng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Hiện Trương Chiết Hạng đang có bộ phim đam mỹ Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn vừa được phát sóng tối ngày 22 tháng 2. Liệu rằng qua bộ phim này, Trương Chiết Hạng có thể bật lên được hay không? Chúng ta cùng chờ đợi xem nhé. Ekip sản xuất phim truyền hình cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc vừa tung ra MV nhạc phim do Châu Thâm trình bày. Cẩm Tâm Tựa Ngọc được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Chi Chi, phim thuộc thể loại điền văn, gia đấu. Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh, nói về câu chuyện tình yêu của đại tướng quân Từ Lệnh Nghi và thứ nữ thập nhất nương của một gia tộc lớn. Trong MV nhạc phim, Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận có khá nhiều cảnh ôm ấp tình cảm. Không chỉ nắm tay hôn môi, cặp đôi còn gây đỏ mặt cho người xem với màn thân mật trên giường. Tuy cách biệt tuổi tác lên đến con số 15, nhưng khi đứng với nhau, Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận vẫn vô cùng trẻ trung và đẹp đôi. Dự đoán rằng khi phim lên sóng, Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận sẽ mang đến thật nhiều phân cảnh ngọt ngào. Nhiều người nhận xét rằng Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận hắc tuổi, quá đà. Trung Hán Lương sinh năm 1974, năm nay đã chạm ngưỡng 47 tuổi. Còn Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, sắp ăn mừng sinh nhật 31 tuổi đến nơi rồi, vậy mà nhan sắc vẫn còn trẻ trung, tươi tắn chẳng thua gì lớp đàn em nhỏ tuổi hơn. Trên mạng xã hội, khán giả còn nói vui rằng Cẩm Tâm Tựa Ngọc thực sự là màn kết hợp của cặp đôi, đánh bật thời gian. Năm 2020 là khoảng thời gian thành công của Đàm Tùng Vận. Trong cuộc chiến nữ thần Kim Ưng 2020, Đàm Tùng Vận chỉ xếp sau Tống Thiến ở bảng xếp hạng bình chọn. Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận có nhiều phim ăn khách, gây tiếng vang trong năm qua, tuy nhiên về mặt sắc vóc thì cô vẫn còn thua kém Tống Thiến nên mới ngậm ngùi thua cuộc. Đàm Tùng Vận được đánh giá cao bởi sự khiêm tốn, nhẹ nhàng. Cô luôn ứng xử trừng mực và để lại ấn tượng tốt với công chúng, đồng nghiệp lẫn truyền thông. Sự hợp tác của Đàm Tùng Vận với Trung Hán Lương trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. Đoàn phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc cũng vừa chính thức công bố phim sẽ lên sóng vào ngày 26 tháng 2 tới đây trên nền tảng Tencent Video. Các bạn có chờ mong bộ phim không nào? Nguồn tin lan truyền trên Weibo cho biết, bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử, Ngô Diệt Phàm đóng chính đã vượt ải kiểm duyệt thành công. Tuy nhiên, chẳng biết có phải do tác động của quá trình kiểm duyệt hay không mà trong 20 tập đầu tiên, Thanh Trâm Hành sẽ không có cảnh thân mật, tình cảm của Dương Tử, Ngô Diệt Phàm. Nguồn tin từ Weibo cũng cho biết, Thanh Trâm Hành có 64 tập, phim không đi theo kiểu ngôn tình cổ trang. Tình tiết chậm rãi còn hơn cả Lan Nha bản. Mạch phát triển của phim sẽ giống kiểu Minh Lan chuyện, ấy là mâu thuẫn chồng mâu thuẫn, lời thoại nhiều, giải quyết từ từ chứ không gấp gáp theo kiểu phi lý như phim ngôn tình thông thường. Một số khán giả cho rằng, nếu Thanh Trâm Hành thực sự đi theo chiều hướng chậm rãi, 20 tập đầu không có cảnh tình cảm thì sẽ rất khó níu kéo người xem. Từ trước đến nay, khán giả đã quen với hình ảnh mỹ nữ phim ngôn tình của Dương Tử, vậy nên lần này chuyển sang Thanh Trâm Hành, nếu không còn nhiều cảnh tình cảm, liệu rằng Dương Tử còn duy trì được sức nóng như đã làm với Hương Mật Tựa Khói Xương không? Bên cạnh đó, vấn đề diễn xuất cũng được đặt ra. Nếu lời thoại nhiều, tình tiết chậm, khán giả sẽ để ý hơn diễn xuất từ các ngôi sao. Với Dương Tử, người xem tạm hài lòng, còn Ngô Diệt Phàm tuy nức tiếng đẹp trai nhưng chưa bao giờ được khen diễn giỏi.
Netizen chế giễu rằng Ngô Diệt Phàm sớm muộn cũng trở thành gánh nặng diễn xuất cho đoàn phim Thanh Châm Hành. Thanh Châm Hành là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách cùng tên. Phim lấy bối cảnh đời Đường, nội dung xoay quanh một nữ thám tử tài giỏi là Hoàng Tử Hà. Vì muốn làm việc nghĩa mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm. Vào thời điểm này, xã hội phong kiến còn nặng nề quan niệm trọng nam khinh nữ. Để điều tra phá án, tìm ra chân tướng sự việc, không ít lần nữ thám tử gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trong quá trình hành hiệp trượng nghĩa, Hoàng Tử Hà đã cải trang thành một tiểu thái giám có thân phận thấp kém. Mới đây vào ngày 23 tháng 2, hậu trường mới nhất của Cá Mực Hầm Mật 2, hay còn có tên Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em, Thân Ái Chí Ái, đã được đăng tải trên mạng và thu hút sự chú ý lớn. Trong đó, nhà sản xuất nhá hàng cảnh hôn lễ kép của hai cặp đôi Hàn Thương Ngôn, Lý Hiện, Đồng Niên, Dương Tử, lẫn Ngô Bạch, Hồ Nhất Thiên, Ngải Tình, Lý Nhất Đồng. Trong đó, Dương Tử mặc váy cưới lộng lẫy, trở lại với vai Đồng Niên khiến dân tình hú hét. Dù chưa nhìn thấy chú dễ Lý Hiện nhưng dân tình được ngắm qua Hồ Nhất Thiên cùng dàn phù dễ toàn Mỹ Nam. Cư dân mạng vô cùng hào hứng trước cái kết đẹp của cả hai cặp đôi. Nhiều người tỏ ra bồi hồi, xúc động vì Đồng Niên nay đã là gái có chồng. Đội nhà gái còn bày tỏ sự nuối tiếc vì cô gái nhỏ nhà mình gả cho con nợ, quân thần. Trước đó vào tháng 8 năm 2020, những hình ảnh hậu trường về đám cưới đôi trong Cá Mực Hầm Mật 2 dù mờ mịt nhưng đã khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì fan cũng sắp được dự hôn lễ sang, xịn, mịn của anh em nam thần làng game. Với dàn khách mời đình đám quy tụ cả nửa làng giải trí Hoa ngữ, đêm hội Weibo 2020 sẽ xảy ra những cuộc chạm mặt, gặp gỡ khiến fan cực kỳ phấn khích, mong chờ. Vào mỗi năm, nền tảng Weibo luôn tổ chức sự kiện để tổng kết, trao giải cho những nghệ sĩ nổi bật nhất trong năm vừa qua. Đêm hội Weibo thường diễn ra vào đầu tháng 1, thế nhưng trong năm nay, vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên ban tổ chức đã lùi sang ngày 28 tháng 2. Trong vài ngày vừa qua, tài khoản chính thức của sự kiện đã lần lượt công bố những khách mời, dàn nghệ sĩ nổi đình nổi đám của showbiz Hoa ngữ. Điểm qua sương sương thì gần như quy tụ cả nửa giới giải trí như Angelababy, Thái Từ Khôn, Hoa Thần Vũ, Lý Hiện, Thể Chính, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Với dàn khách mời này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích vì sự kiện này sẽ tạo ra những cuộc hội ngộ, trạm mặt vô cùng thú vị. Hãy cùng điểm qua những cuộc gặp gỡ diệu kỳ sẽ có thể xảy ra trong đêm hội Weibo 2020 sắp tới nhé. Đặc biệt, đây là sự kiện hiếm hoi quy tụ đầy đủ cả thiên triều tứ tử EXO đình đám. Tuyền Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba tan vỡ khi nhà trai công khai có bạn gái, nhưng thật sự phải nói rằng đây là cặp đôi sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Thế nên sự chạm mặt của cả hai sẽ ít nhiều khiến dư luận phải bàn tán. Nếu ở trên là couple vô thực, thì đây lại là cặp đôi hàng thật giá thật, khiến Weibo nghẽn mạng, báo lỗi khi cả hai công bố chuyện tình cảm. Đêm hội Weibo 2020 sẽ là cuộc hội ngộ đầy đủ hiếm hoi trong năm của cả ba thành viên TFO. Khi vợ và bạn gái một thời của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni cùng chạm mặt trên sân khấu. Cả hai vợ chồng Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh đều góp mặt tại sự kiện này. Liệu cả hai sẽ sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ để chứng minh tình cảm mặn nồng hay lại khiến tin đồn ly hôn càng trở nên ồn ào, ầm ĩ? Nhiều nguồn tin cho biết Hoa Thần Vũ vẫn còn tình cảm với Đặng Tử Kỳ nên anh chàng nhất quyết không cưới Trương Bích Thần dù rằng cả hai đã có con chung với nhau. Liệu rằng cuộc gặp gỡ này có khiến Hoa Thần Vũ và Đặng Tử Kỳ trở nên lúng túng, ngại ngùng? Cũng giống như cặp đôi ảo được fan gán kết Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba, cả Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệt Phàm thu hút rất nhiều fan couple khi họ tham gia chung show 72 tầng lầu ký. Vì thế, nếu cả hai có màn tương tác cùng nhau có lẽ sẽ khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú và tạo ra tính đề tài thảo luận trên các trang mạng. Cuộc hội ngộ khiến bao fan gơ vỡ hòa, vui sướng nhất chính là couple Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sánh vai trên sân khấu. Tuy phía chương trình vẫn chưa lên tiếng xác nhận nhưng dựa trên lịch trình trong tháng của Vương Nhất Bác, 28/2 sắp tới, anh chàng sẽ có mặt tại Thượng Hải để tham dự đêm Weibo. Fan hâm mộ hiện đang nôn nóng chờ xác nhận, chuẩn bị tinh thần cho màn tái hợp của cặp đôi Lam Trạm, Ngụy Anh. Kể từ sau thành công vang dội của bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiển nhiên trở thành hai cái tên gắn liền với nhau trên mọi mặt trận. Khán giả luôn dành cho họ sự ưu ái đặc biệt cũng như trông đợi vào những lần hợp tác tiếp theo của cả hai trong tương lai. Đêm Weibo được xem là sân khấu thỏa lòng khán giả mến mộ Trần Tình Lệnh, mến mộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Với những cuộc chạm mặt đình đám ở trên, bạn mong chờ cuộc hội ngộ nào nhất?